Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 64. Chương 631. Nhưng việc cấp bách lúc này là tiến vào tầng thứ 7, mà đây cũng là nguyên nhân chính khiến hai bên chúng tôi có thể hợp tác. Sắp đến nửa giờ rồi, thế nhưng lại không có một chút động tĩnh gì. Tên ngốc kia, cậu kêu nhóm tôi chờ cái gì vậy? Lão Hàm móc ra một điếu thuốc lá sợi từ trong ngực ra rồi đưa vào miệng hút hai hơi, đồng thời lông mày cũng nhíu lại. Nhưng cô Tứ không để ý tới ông ta mà vẫn nhắm mắt lại như cũ. Chẳng qua là tôi lại chú ý tới mồ hôi lấm tấm ở trên trán của anh ấy. Lão Hàm có chút đứng ngồi không yên, nhưng sau khi hỏi thêm mấy câu nữa thì bị lão Yên gạt đi, khiến ông ta mỉa mai nói chúng tôi là một đám bất tài, chỉ biết ngồi không chờ chết. Đến rồi, ngay khi hai người bọn họ đang cãi qua cãi lại thì cô Tứ đột nhiên mở mắt ra. Sự đau khổ ở bên trong sắc mặt cũng biến mất, sau đó khôi phục dáng vẻ không hề bận tâm như lúc trước. Nhưng ai cũng không hiểu thứ gì tới rồi ở trong lời của anh ấy, chỉ là thần sắc của anh ấy rất nghiêm túc, khiến chúng tôi cũng theo đó mà trở nên cảnh giác. 10 giây, 9 giây, 1 giây, chỉ nghe được âm thanh phịch một tiếng như sấm rền vang lên liên tục, khiến toàn thân tôi chấn động. Tôi đột nhiên nhìn về phía cô Tứ, âm thanh đó không đến từ đâu khác, mà đúng là mặt tường nơi anh ấy đang tựa vào. Mặc dù từ trong mặt tường truyền đến một tiếng sấm ầm ầm, nhưng phía mặt ngoài lại hoàn toàn không có gì thay đổi. Nếu không phải do âm thanh này thật sự khủng bố thì sợ là sẽ không có người nghi ngờ bức tường này. Đây là tường công đức, nha tử nói một cách không chắc chắn. Cô Tứ vịn vào tường đứng dậy, giọng nói giống như từ bên ngoài truyền đến. Tường duyên Phật, tường công đức, không hổ danh là phù đồ 9 tầng, khảo nghiệm cho tới bây giờ cũng chỉ là lòng người. Ngài đây là... Lão Yên hỏi. Thần sắc của cô Tứ trông có chút suy yếu, chỉ thấy anh ấy yếu ớt giơ tay lên rồi nói rằng bức tường này chính là lối vào tầng 7. Về phần làm sao đi vào được thì phải nhìn vào Phật tâm của mọi người. Tôi gần như muốn bật cười thành tiếng, bởi vì ở đây cho dù đó là đám người trộm mộ như Lão Hàm hay là một đám bảo vệ báu vật của quốc gia như chúng tôi, trên tay của người nào mà không có dính nợ máu. Nói về Phật tâm gì đó thì cũng quá buồn cười rồi. Nhưng vẻ mặt của cô Tứ rõ ràng không phải là đang nói đùa, bởi vậy mới khiến sắc mặt mọi người nhất thời trở nên rất khó coi. Cô Tứ không nói thêm gì nữa, còn Lão Hàm thì sốt ruột đến mức chạy thẳng đến bên tường, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm, tường công đức, chẳng lẽ là muốn xem sự đóng góp của mọi người cho Phật tổ sao? Trời đất ơi, bên trong não của đám người xây tường này nhét bột nhão à? Tiếng ầm ầm ngày càng lớn, Lão Yên gõ nhẹ vào tường, thứ gì đang vang lên vậy? Không rõ, nhưng nghe có vẻ hơi giống tiếng trống. Nha tử nghiêng tai nghe ngóng nói. Trống? Tôi kinh ngạc nhíu mày. Điều này là không có khả năng. Nếu là tiếng trống thì hẳn là phải trầm hơn một chút mới. Đúng. Nhưng nếu không phải tiếng trống thì loại âm thanh nào có thể có sức xuyên thấu mạnh mẽ như vậy? Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu nghĩ đến Phật tâm mà cô Tứ nhắc đến. Cái thứ đồ chơi này nghe có vẻ khó phỏng đoán nhưng nhất định là có cơ sở nào đó. Cũng giống như tầng 5 vừa rồi, âm thanh mà nha tử nghe được cũng là do ảo ảnh gây ra. Cách duy nhất giải trừ ảo giác cũng chỉ có thể làm theo các trình tự đã được thiết lập sẵn mà thôi. Đây cũng là điều tôi nghĩ ra sau khi suy nghĩ kỹ. Chỉ có như vậy thì cơ chế ở đây mới có thể được giải thích một cách khoa học. Trực tiếp mở cửa luôn đi. Lão Hàm xua tay, năm thủ hạ của ông ta lập tức đẩy chúng tôi ra. Sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái rìu và một cái xẻng rồi bắt đầu ra tay đào. Sắc mặt của Lão Yên tối sầm lại. Ông mẹ nó muốn chết thì cũng đừng có kéo theo chúng tôi. Cơ quan ở trong này dày đặc, ai biết được sẽ có chuyện gì chứ. Ồ, sau khi gia nhập vào đơn vị của nhà nước thì mạng sống cũng quý giá hơn. Lão Hàm ồ một tiếng nhưng lại hoàn toàn không hề để ý đến Lão Yên. Lão Yên che cho chúng tôi nhanh chóng lùi lại. Sau đó kéo khẩu súng tiểu liên B-56 xuống khỏi lưng rồi chăm chú nhìn chằm chằm vào vách tường. Ken két. Sau khi viên gạch đầu tiên đã bị bọn họ gõ xuống, tiếng trống cũng đột nhiên cất cao hơn một quãng, nghe có vẻ rất muốn xuyên thủng màng nhĩ. A-di-đà-phật.
một tiếng Phật hiệu chấn từ xa đến gần khiến lỗ tai tôi đau nhức. Nhưng thay vì bịt lỗ tai lại thì tôi lại lấy một con dao găm từ chỗ của Lão Yên rồi nhìn chằm chằm vào mặt tường kia, bởi vì Phật hiệu chính là từ bên trong đó truyền đến. Người của bang Thiểm Tây cũng bị dọa sợ đến mức chậm chạp không dám ra tay. Nhưng một giây sau, toàn bộ động tĩnh đều biến mất, không chỉ Phật hiệu mà cả tiếng trống lúc đầu cũng biến mất, yên tĩnh đến mức khiến tôi tưởng như có thể nghe thấy tiếng nước bên ngoài tháp. Hóa ra là ngụy trang. Lão Hàm xoa nhẹ hai tay rồi nói, tiếp tục. Động tác của bọn họ càng nhanh hơn, vách tường ở trên tay của bọn họ giống như khối đậu phụ, chẳng mấy chốc đã bị bọn họ gỡ ra một lối đi mà con người có thể đi qua. Chương 632. Nhưng bên kia là một mảnh tối đen như mực và không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lão Yên, ông nhìn xem, như vậy không phải là không có chuyện gì rồi sao? Phật tâm hay không Phật tâm gì đó, theo tôi thấy, tất cả những gì cần có chính là sự can đảm. Lão Hàm lộ ra ánh mắt có chút giễu cợt mà nhìn thoáng qua Lão Yên. Lão Yên cũng không thèm nói lý với ông ta mà chỉ yêu cầu chúng tôi giữ vững tinh thần. Lão Hàm cũng không phải kẻ ngốc, ông ta quan sát lối đi rồi nói vài lời với người anh. Ý đại khái là xác định ở đây không có nguy hiểm gì nên có thể đi vào. Người anh cũng không nghi ngờ gì mà trực tiếp khoát tay một cái. Bảy người liền ghim súng rồi bước vào bên trong lối đi đã đào được. Lão Hàm vẫn đứng chờ ở bên ngoài với vẻ mặt bình tĩnh. Vẫn không có, chuyện gì xảy ra. Đi thôi. Cuối cùng ông ta cũng vung tay lên, sau đó mang theo người của mình đi vào. Lưu Hàn Thu sợ bị bỏ lại nên cũng đi theo. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Lão Yên đợi thêm chưa đầy một phút. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì lúc này mới kêu chúng tôi đi vào. Yên tĩnh. Quá mức yên tĩnh rồi. Đây là cảm giác đầu tiên của tôi. Sau khi bước vào, ngay cả tiếng bước chân mà chúng tôi cũng không nghe thấy được, cảm giác này giống như đang bước trên mây, có chút nhẹ nhàng. Những người đi vào trước chúng tôi đều đang quan sát bốn phía, đặc biệt là Lão Hàm. Ông ta móc ra nửa ống tre rồi đặt ở trên mặt đất, sau đó dán lỗ tai xuống rồi cẩn thận lắng nghe. Đây là bản lĩnh đặc biệt của ông ta. Lão Yên thấy tôi đứng bất động nhìn chằm chằm vào ông ta như vậy thì chủ động giải thích. Tôi nghi ngờ hỏi, bản lĩnh đặc biệt gì? Nghe âm thanh từ mặt đất, Lão Yên lộ ra thần sắc có vẻ hơi ghen tị. Chính là việc có thể nghe thấy âm thanh ở rất xa. Toàn bộ động tĩnh của cổ mộ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Ông ta cũng có thể dựa vào đó mà có thể phân biệt được nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Tôi lộ ra vẻ không thể tin nổi mà mở to mắt. Sau đó nghĩ đến việc nếu chính mình học được cái này thì có lẽ cũng giống với việc bật hách rồi. Lão Yên vỗ nhẹ vào vai tôi, đừng nghĩ tới, đây là trời sinh. Chẳng trách vừa rồi ông ấy lại nói đây là bản lĩnh đặc biệt của Lão Hàm, mà chuyện trời sinh này rất khiến người ta cảm thấy thất vọng. Tôi đánh giá tầng thứ 7, cách bài trí ở đây càng đơn giản hơn. Không, nên nói là hoàn toàn không có bố trí gì ngoại trừ mấy cái bồ đoàn ở trên mặt đất. Trong này hoàn toàn trống rỗng mới đúng. Nhưng trong lòng tôi lại mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì quá mức yên bình đến mức khiến người ta có chút bất an. Mà ở mấy tầng trước đó lại không khiến tôi có loại cảm giác này, giống như, đúng, đến cuối cùng, loại cảm giác này rất khó diễn tả, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh hư vô. Nhưng cũng có thể là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì kể từ khi chúng tôi vào đây đến giờ thì đúng là không xảy ra bất cứ việc gì. Mùi gì thế? Nha tử hít mũi một cái. Tôi cau mày nói, không có mà. Nhưng vẻ mặt của nha tử lại thay đổi. Anh ta ấn lấy đầu của tôi rồi cùng nằm xuống. Sau đó tôi cũng nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ tầng 7 được thắp sáng bằng những chùm lửa đỏ rực. Còn những ngọn lửa kia giống như những bông sen đỏ nở rộ, tán phát ra mùi khét. Đây là nghiệp hỏa của Phật giáo. Nghiệp hỏa vô tận có thể đốt sạch mọi tội lỗi. Ý nghĩ này cứ hiện lên trong đầu tôi, theo thế lửa càng lúc càng sáng rực thì nó càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng trong đầu tôi chỉ còn lại một ý tưởng này. Tất cả những gì có thể nghĩ đến là đi mau lên, để nghiệp hỏa đốt sạch toàn bộ tội ác ở trên thân của các người đi. Không biết tại sao trong lòng tôi lại có ý nghĩ như vậy, nhưng ý tưởng này đã ăn sâu vào tâm trí, khiến tôi không thể suy nghĩ được chuyện gì khác. Nghiệp hỏa là nghiệp hỏa. Tôi nghe thấy có người hét lên. Trong giọng nói đó thế mà còn có sự hưng phấn. Sau khi tôi nghe thấy rõ ràng thì nó thuộc về dạ tinh.
Dù sao trong số tất cả chúng tôi thì cậu ta là người duy nhất tin vào Phật, cho nên cũng chỉ có một mình cậu ta vừa nhìn thấy nghiệp hỏa của Phật giáo mới có thể là phấn khích như vậy. Nhưng tôi lại không hưng phấn nổi, bởi vì cơ thể tôi bị đốt đau như thiêu như đốt. Chẳng lẽ tôi sắp bị thiêu chết sao? Không, không thể bị thiêu chết, bởi vì thứ mà nghiệp hỏa của Phật giáo đốt chính là tội ác, mà tôi tự nhận trên người mình không có bất cứ tội ác nào. Nhưng ngay khi ý tưởng này vừa ra thì một đứa trẻ máu me đầm đìa lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi. Trên gương mặt non nớt đó lộ ra vẻ ngu ngơ, sau đó mang theo vẻ không hiểu mà hỏi, Trường An, cậu, trên người cậu thực sự không có tội ác nào sao? Lòng tôi chợt đau đớn. Đúng vậy, tôi làm gì không có tội ác chứ? Mới hơn 10 năm ngắn ngủi trôi qua, thế mà tôi đã quên đi tội lỗi mình từng phạm phải. Chẳng lẽ đây không phải là một tội ác càng lớn hơn sao? Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 633. Nhị cầu tử, lúc ấy tôi cũng không biết mình sẽ. Tôi khàn giọng, gần như nói không ra lời. Cho đến nay, người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời này chính là cậu ấy. Lúc tôi còn nhỏ vô tri có cha liều chết bảo vệ, nhưng lại làm hại mạng sống của nhị cầu. Không, hơn thế nữa. Tôi nhớ rõ nhị cầu là con một. Ngay lúc tôi vì tham gia quân ngũ mà rời quê hương thì cha mẹ của nhị cầu vẫn chưa có con. Thứ tôi làm hại chính là một gia đình. Vậy mà tôi lại cho rằng trên người mình không có tội nghiệp. Thật đúng là nực cười. Nghiệp hỏa chưa từng thiêu đốt người vô tội. Cho dù một thường dân không theo Phật giáo như tôi cũng hiểu biết rất sâu sắc về điểm này. Cơn đau này là thứ tôi nên chịu. Đúng vậy, đây là thứ tôi nên chịu. Tôi không còn phản kháng nữa, mà để mặc cho nghiệp hỏa thiêu đốt trên người của mình, để nó rửa sạch tội lỗi của tôi đi. Ít nhất là trong cuộc đời này, tôi mãi mãi nợ nhị cầu một cái mạng. Nếu đã là như vậy thì việc nếm thử một chút nỗi đau bị lửa thiêu thì có gì không thể chứ. Dần dần, trong lòng tôi đã bình tĩnh một cách lạ thường. Cơn đau rát do nghiệp hỏa mang đến cũng dần dần biến mất. Vết máu tươi ở trên quần áo của nhị cầu tử cũng dần mở đi. Trên khuôn mặt của cậu ấy hiện lên một nụ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, khiến tôi không khỏi đỏ cả vành mắt. Nghiệp hỏa dần dần biến mất, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay khi tôi mới kịp thả lỏng được nửa chừng thì toàn thân đã cứng đờ. Tôi không biết mình đã lật người lại và nằm thẳng xuống đất từ lúc nào. Nhưng thứ ở trên trán là cái quỷ gì vậy? Cho dù tố chất tâm lý của tôi rất mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi việc trên đầu đột nhiên xuất hiện Tử Anh đâu. Sao, Tử Anh, đứa trẻ chết non? Đó không phải là Tử Anh, mà là con rối. Tôi lập tức nhớ tới chuyện liên quan đến chủ nhân của con rối này. Cả người lùi về phía sau rồi dùng một chân đá thẳng vào đầu của con rối. Sau đó quay đầu tìm chủ nhân của con rối. Nhưng vừa quay đầu lại thì tôi mới phát hiện tình thế không mấy lạc quan. Cuộc tập kích của nghiệp hỏa đã cho người này một cơ hội ra tay, khiến cho toàn bộ tầng thứ bảy bò đầy con rối và gần như không còn chỗ để đặt chân. Tất cả mọi người đều bị buộc phải co đầu rút cổ vào một góc. Ngay cả không gian nhỏ bé này cũng đang bị thu hẹp lại. Chủ nhân của con rối gầy như cây củi. Có lẽ vì đã khống chế được tình thế nên ông ta cũng không còn lo lắng việc mình bị bại lộ mà trực tiếp đứng dậy. Mấy người đều là người của 701. Một giọng nói khô quắt giống như thân thể từ trong miệng của gã phát ra, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Lão Yên cau mày, là ai phái ông tới đây? Ông là người của 701 đúng không? Người kia nhướng mí mắt khô khốc lên. Lão Yên không nói gì, nhưng hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận, sau đó chỉ thấy người kia gượng cười hai tiếng, xem ra tôi không tìm nhầm người. Chậc, có người muốn mạng của các người. Lúc đến âm tào địa phủ, nhớ kỹ đừng nhận nhầm kẻ địch. Nói xong, hai tay của ông ta khẽ động khống chế các sợi tơ, khiến cho đám con rối giống như những con rơi nhìn thấy máu tươi mà hung hãn không sợ chết lao về phía trước, nhưng vẫn còn vài con chắn ở trước mặt của chủ nhân. Tôi nghi ngờ liếc nhìn Lưu Hàn Thu, kẻ đứng sau quyết tâm muốn tính mạng của người trong 701. Ngoại trừ ông ta ra thì tôi không thể nghĩ ra ai khác. Nhưng những đòn tấn công mà bên phe của ông ta phải nhận cũng không ít hơn là bao so với bên phe của chúng tôi, khiến tôi nhất thời có chút nghĩ không thông. Nhưng rất nhanh tôi đã không còn phải nghĩ ngợi nữa, những con rối lao tới giống như thủy triều,
đạn bắn vào người của chúng không có bất cứ hiệu quả nào ngoại trừ thỉnh thoảng khiến chân tay chúng rớt ra thành từng mảnh. Trong tay tôi chỉ có một con phi đao và một con dao găm, nhưng lại không thể sử dụng linh hoạt được nên chỉ có thể để mặc cho con rối bỏ lên người của mình. Phốc phốc, phi đao đâm mạnh vào cổ của con rối, âm thanh đâm vào da thịt khiến tôi nghe mà tê cả da đầu. Mặc dù không có vết máu, nhưng tôi lại cảm nhận được cảnh tượng này càng đẫm máu hơn. Cứ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã có 5-6 con rối bị tách ra và bị ném sang một bên. Bởi vì có những con rối mới nhào lên, cho nên động tác của mọi người đều rất mạnh mẽ. Đạn vô dụng thì dùng dao, nếu dao không còn tác dụng thì dùng tay. Còn việc những con rối này bị xét nát thành từng mảnh nhỏ rồi ném xuống mặt đất cũng sẽ không còn có ai đến quan tâm. Những con rối này trước đây đều là con người, hơn nữa còn là những đứa trẻ làm lòng người đau đớn nhất. Lão Yên nói với tôi là những con rối này được làm từ những đứa trẻ chết yểu, nhưng tôi biết là với bản tính điên rồ của con người, toàn bộ những con rối này không thể nào đều là những đứa trẻ chết bình thường. Chỉ cần nhìn vào con số này cũng biết tại sao lại có nhiều đứa trẻ chết yểu đến vậy. Nhưng hiện tại bọn chúng đã biến thành con rối. Cho dù có không đành lòng đến đâu thì tôi vẫn phải đâm từng nhát dao vào cổ của bọn chúng. Nếu không người chết chính là tôi. Chương 634. Trường An, đừng ngẩn người như vậy. Lão Yên quát to một tiếng. Tôi định thần lại, nhưng sau đó lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Ngay khi tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con rối đang nhe răng trợn mắt cười toe toét với tôi. Trong khoảnh khắc tôi cúi đầu xuống đó, nó lại cắn một phát vào lồng ngực của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ của con rối rồi lại đâm mạnh con dao găm vào đó lần nữa. Lạch cạch một tiếng, nó rơi xuống đất và vỡ thành hai mảnh. Nhưng tôi không có tâm tư đến quản nhiều như vậy. Con rối của con hàng này thắng ở chỗ có số lượng rất nhiều. Tuy không phải đặc biệt lợi hại nhưng nếu cứ bị chúng quấy rầy như thế này thì vẫn có thể tiêu hao hết tinh lực của người khác. Chờ đến khi con rối thứ ba chết ở dưới con dao của tôi thì phi đao cũng trở nên hoàn toàn vô dụng. Tôi đâm phi đao vào cổ của một con rối và không còn rút nó ra nữa, thay vào đó là sử dụng con dao găm mà lão Yên đưa cho tôi. Con dao găm này vô cùng sắc bén và dễ sử dụng hơn so với phi đao. Trong chớp mắt, xung quanh tôi đã trống đi một mảnh. Tôi liếc nhìn xung quanh thì thấy ở chỗ của cô Tứ không có con rối nào, chắc hẳn là do người đó cũng biết mình không quấn lấy được anh ấy. Thế nhưng cô Tứ vẫn luôn bị tiêu hao sức lực, cho nên cũng không còn sức lực để cố thêm những người khác. Tôi chuyển sự chú ý của mình sang chủ nhân của con rối. Chỉ khi giải quyết được ông ta thì những con rối này mới có thể dừng lại. Tôi siết chặt con dao găm, vừa xử lý con rối vừa lặng lẽ đến gần người điều khiển con rối. Chi chi! Một tiếng kêu vang lên như tiếng chuột. Tôi cúi đầu kiểm tra thì thấy một con rối ghé vào bên chân của tôi đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Còn thanh âm kia là từ trong miệng của nó phát ra tới. Nhưng điều khiến tôi dừng bước không phải là cái này mà là tướng mạo của con rối này. Nhị cẩu, tôi khàn giọng gọi một câu. Bởi vì tướng mạo của con rối này thế mà trông giống hệt với nhị cẩu tử. Tôi không tự chủ được mà ngồi xổm người xuống và đưa tay ra muốn chạm vào nó. Ngay khi tôi đưa tay ra, ánh mắt của nó đột nhiên trở nên dữ tợn, một hơi muốn cắn vào tay của tôi. Nhưng nó lại khó có thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì con dao của tôi đã đâm vào cổ nó trước một bước. Tôi đứng dậy và nhìn người điều khiển con rối được mấy con rối bảo vệ ở sau lưng. Ông đến đây là vì tôi đúng không? Nhị cầu tử lúc ra đi đã 8 tuổi, cho nên không còn phù hợp với yêu cầu chế tạo con rối. Huống chi lúc cậu ấy ra đi, thi thể cũng không còn hoàn chỉnh. Tôi thở ra một hơi, cho nên con rối này chỉ là đồ nhái. Nhưng điều khiến tôi để ý chính là làm thế nào mà người điều khiển con rối này biết được sự tồn tại của nhị cẩu tử. Thậm chí ngay cả vẻ ngoài của cậu ấy cũng đều biết và biết luôn cả việc chính tôi đã hại chết nhị cẩu tử. Nói như vậy có thể có chút vô sỉ, nhưng lúc chúng tôi về nhà thì nhị cẩu tử đã chết ngay trong đêm sau khi tiến vào mộ. Xét theo phản ứng của cha mẹ cậu ấy thì hẳn là bọn họ cũng không biết cậu ấy đã đi cùng tôi vào mộ, sau đó mới hứng chịu tai vạ thảm khốc bất ngờ như thế. Huống hồ tôi còn không nói bất cứ chuyện gì, có lẽ lúc đó là do tôi nhát gan nên sợ phải gánh chịu phần trách nhiệm này. Cho nên người duy nhất biết nhị cẩu tử vì tôi mà chết cũng chỉ có cha của tôi. Vậy tại sao người ở trước mặt tôi đây lại biết? Tôi vốn cho rằng ông ta vì Lão Yên mà đến, nhưng hiện tại xem ra ông ta hẳn là vì tôi mà đến. Người điều khiển con rối cười nhẹ vài tiếng,
âm thanh như tiếng cạo xi măng bằng thủy tinh, khiến cả trái tim tôi đều lạnh buốt. Ông sao lại biết được? Chỉ có bản thân tôi mới có thể hiểu được câu nói này. Sau câu này, toàn bộ con rối đột nhiên ngừng chuyển động. Tất cả những con rối nhỏ đều tụ tập ở xung quanh tôi. Chỉ cần người điều khiển con rối ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ xé xác tôi thành từng mảnh. Nhưng người điều khiển con rối lại xua tay, khiến cho những con rối bảo vệ ở trước mặt ông ta tránh ra. Ông ta tiến vài bước về phía tôi. Ngay khi đám người lão yên chuẩn bị nổ súng thì bị tôi nghiến răng ngăn lại, để ông ta tới. Tuy nhiên, chủ nhân của con rối chỉ tiến lại gần vài bước rồi dừng lại. Ông ta dùng tay xốc mũ lên rồi ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Trường An, cậu nhìn xem tôi là ai? Giọng nói kia vẫn khàn khàn như cũ, nhưng giọng điệu của nó lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta hồi lâu. Sau đó ông ta lại làm ra động tác sờ sờ vào đầu mình khiến tôi như bị sét đánh. Chú, tại sao lại là chú? Tôi chật vật nói thành một câu, chỉ cảm thấy cuộc đời đã mở ra một trận vui đùa cực lớn cho tôi. Nếu đúng là chú ấy, cho dù chú ấy có giết tôi thì tôi cũng sẽ không một lời oán giận. Chú Lý, chú, tại sao chú lại? Không sai, người trước mắt tôi chính là cha của nhị cầu tử. Ngay cả động tác mà chú ấy vừa làm cũng khiến tôi cảm thấy quen thuộc, bởi vì trước kia mỗi lần tôi đến nhà chú ấy chơi, chú ấy đều sẽ dùng tay chạm vào đầu tôi, cũng chính là độ cao vừa rồi kia. Các bạn đang nghe truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 635. Người điều khiển con rối nở một nụ cười kèm theo giọng điệu nghẹn ngào. Tôi cũng không biết, người hại nhị cầu tử thế mà lại là cậu. Thế mà lại là cậu. Ngay cả tôi cũng không ngờ chỉ vì sự xúc động nhất thời của mình. Vậy mà lại hại một mạng người. Leng keng. Tôi buông lỏng tay, mặc cho con dao rơi xuống đất. Chú Lý, một mạng đổi một mạng là việc nên làm. Chỉ là sau khi cháu chết rồi, mong chú có thể để mọi người rời đi. Cậu cũng xứng nói điều kiện với tôi sao? Người điều khiển con rối đột nhiên hét lớn một câu. Trường An, chú đấy đối xử không tệ với cậu đúng không? Tôi không còn lời nào để nói. Khi còn bé đúng là tôi không có nhiều bạn bè, mà nhà của nhị cầu tử là nơi tôi đến chơi thường xuyên nhất. Cha mẹ của cậu ấy cực kỳ tốt với tôi. Có đồ ăn ngon đều là nhị cầu tử một phần, tôi một phần. Thấy tôi không trả lời, chú ấy đột nhiên mở miệng nói, cậu có muốn biết vì sao tôi lại biến thành dáng vẻ sống không bằng chết này không? Tôi đột nhiên nhìn về phía chú ấy, ở trong đó nhất định là có lý do nào đó mà tôi không biết. Bởi vì chú Lý là một nông dân điển hình, cho dù chú ấy có biết chính tôi đã hại chết nhị cầu thì cùng lắm là cầm dao phay tới chém tôi thôi. Vậy tại sao chú ấy lại biến thành người điều khiển con rối chứ? Suy nghĩ ở trong đầu tôi đang quay cuồng, điều này chắc chắn không bình thường. Chú Lý, có phải có người, có người? Tôi có chút hỏi không nổi. Người điều khiển rối nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó gằn từng chữ một, đúng vậy, có người nói với tôi là cậu đã hại chết nhị cầu tử. Nhưng tôi không tin, chỉ là sau đó chúng tôi lại tìm được một vài thứ ở trong căn phòng của nhị cầu tử. Chẳng bao lâu sau, chú ấy đã móc từ trong túi áo rách dưới ra một sợi dây chuyền trang sức rồi ném thẳng xuống dưới chân tôi. Cậu nhìn kỹ một chút, cái này có phải là đồ của cậu không? Thứ này đến chết tôi cũng có thể nhận ra, bởi vì đây là thứ mà nhị cầu tử và tôi đã lấy ra từ ngôi mộ thời Tây Chu. Khi đó, chúng tôi còn nói là sẽ tìm cơ hội để bán nó và kiếm bộn tiền. Nhưng sau đó chúng tôi đã không còn cơ hội nào nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, thứ này sẽ ở trong thời điểm này lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt tôi. Ngôi mộ thời Tây Chu đó là của nhà các cậu đúng không? Người điều khiển con rối lại lên tiếng, nhưng tôi vừa nghe thấy vậy thì lông mày đã nhíu lại. Bởi vì ngay cả tôi cũng không biết được nhiều về thân phận người giữ mộ của nhà họ Lưu, người trong thôn càng không biết được. Xem ra chuyện này là do kẻ chủ mưu ở phía sau đã nói cho chú ấy biết rồi. Tôi không có gì phải giấu, vì vậy tôi đã kể lại tất cả những gì có thể nói về chuyện đã xảy ra lúc đó. Người điều khiển con rối cười khổ, nhị cầu tử nhà tôi thích đi theo cậu. Chúng tôi cũng cảm thấy cậu là đứa bé ngoan nên mới cho thằng bé đi theo cậu. Cậu ngược lại thì hay rồi, chỉ vì một ý niệm ở trong đầu, chỉ vì một cái ý niệm ở trong đầu mà đem tặng luôn mạng của thằng bé. Còn cậu thì có người cứu. Chẳng lẽ nhị cầu tử đáng chết như vậy sao? Chú Lý, cháu, tôi không biết nên nói gì.
chỉ trực tiếp nhặt con dao găm ở dưới đất lên rồi đâm vào ngực mình. Nếu chú ấy muốn mạng sống của tôi, như vậy tôi cũng nên cho. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không đến, mà điều khiến tôi kinh ngạc mở to hai mắt chính là vì có một con rối đang ngăn ở giữa con dao găm và tôi. Người điều khiển con rối khô khan nói, cậu không cần muốn chết muốn sống. Cháu, cậu qua đây. Ngay khi tôi vừa muốn nói gì đó, người điều khiển rối đã vẫy tay với tôi. Tôi ném con dao găm xuống đất rồi nhấc chân muốn bước qua đó. Trường An, không được đi. Đám người lão Yên đồng thanh hét lên. Tôi quay đầu nhìn về phía bọn họ, trong mắt của bọn họ tràn ngập sự lo lắng, nhưng tôi lại mỉm cười với họ và nói, đây là điều mà một người đàn ông phải làm. Sau khi nói vậy, tôi cũng không quan tâm bọn họ nữa mà quay đầu bước đến bên cạnh người điều khiển con rối. Ngoại hình của chú ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong ấn tượng của tôi, chú ấy chỉ là một nông dân khoảng 30 tuổi. Khi đó bao năm làm việc vất vả nên hai tay của chú rất thô ráp, lúc chạm vào đầu của tôi sẽ có cảm giác như bị gai đâm. Mặc dù khuôn mặt của chú ấy khá đen nhám, nhưng lúc cười lên lại rất cởi mở. Nhưng lúc này, tất cả những điều đó đã không còn nữa. Gương mặt khô quắt đó đã không còn dáng vẻ như trước nữa. Chú Lý, tôi thấp giọng gọi một câu. Chú ấy lộ ra ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía tôi. Sau đó nhẹ nhàng nói vài câu rồi nhanh chóng đong đưa hai tay. Những con rối đó cũng chuyển động theo sau như thể muốn công kích tôi vậy. Tôi sửng sốt nhìn về phía chú ấy. Bởi vì những lời vừa rồi thật đúng là quá mức làm người ta kinh ngạc, khiến tôi hoàn toàn không thể phản ứng lại kịp. Ha ha, vì cậu đã hại chết nhị cầu nên tự nhiên cũng phải đền mạng cho thằng bé. Người điều khiển con rối hét lớn một tiếng, còn những con rối che ngợp bầu trời kia thì lao về phía tôi. Đám người lão Yên gầm lớn một tiếng rồi cũng lao tới, nhưng tôi không có ngăn lại vì tôi biết chú Lý không muốn tôi chết. Chương 636. Con dao găm của lão Yên xẹt qua hơn mười mấy con rối rồi đi đến trước mặt tôi. Nhưng ngay khi ông ấy đang định cất con dao găm đi thì người điều khiển con rối đột nhiên nghiêng người rồi lao tới phía trước con dao găm. Lão Yên đã không kịp thu lại nữa. Con dao găm của ông ấy đã đâm vào ngực của người điều khiển con rối, một đao mất mạng. Mặc dù toàn bộ những thứ này đều bị tôi nhìn ở trong mắt, nhưng tôi lại không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ biết ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Chờ đến khi tôi kịp phản ứng thì mọi thứ đều đã đến hồi kết thúc. Thi thể của người điều khiển con rối nằm ở dưới chân tôi, còn tôi chậm rãi quỳ xuống rồi nâng chú ấy lên. Mãi đến lúc này bản thân mới cảm nhận được chú ấy đau đớn đến mức nào. Trên người của chú ấy không có mấy lượng thịt, một anh nông dân đã chết gối ở trên tay tôi rất nhẹ, hoàn toàn không có một chút trọng lượng nào. Những giọt nước mắt đầu tiên chỉ là một hoặc hai giọt, nhưng cuối cùng lại biến thành từng chùm rơi xuống. Tôi đã làm hại cả nhà bọn họ, ngay cả chú Lý cũng chết trong tay tôi. Trường An, tôi không biết. Lão Yên tay chân luống cuống nhìn tôi. Nhưng tôi lại lắc đầu, chuyện này cũng không thể trách ông ấy được, là do chú Lý không muốn sống nữa. Từ lúc chú ấy nói mấy câu kia với tôi thì tôi đã biết chú ấy không muốn sống nữa. Chỉ là tôi không ngờ chú ấy sẽ quyết tâm đến vậy. Chỉ là vừa nghĩ đến những gì chú ấy đã nói với tôi là lòng tôi lại thắt chặt lại. Chú ấy nói là mình chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm tôi báo thù. Chú ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù tôi. Là do có người ép buộc chú ấy, có người dùng mạng sống của thím ép buộc chú ấy. Chú ấy nói là mình chỉ muốn gặp tôi và nhắc nhở tôi nhất định phải cẩn thận, bởi vì có người ở trong tối muốn mưu hại tôi. Cho dù chú có vô dụng đến đâu thì cũng không thể không nói đạo lý như vậy. Cháu đối xử với nhị cẩu tốt như thế nào, chú đều nhìn thấy ở trong mắt. Chú chỉ trách cháu vì cháu không hiểu chuyện mà làm hại đến tính mạng của nhị cậu, cho nên sau khi cha của cháu chết chú mới không quan tâm đến cháu. Chỉ là sau khi nhìn thấy có người lính đến đón cháu thì chú cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng Trường An, con người mà, kiếp này chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng cháu ngàn vạn lần phải cẩn thận, bởi vì có người muốn hại cháu. Lời nói của chú Lý vẫn còn nóng hổi, nhưng cơ thể của chú ấy cũng đã dần dần lạnh đi. Tôi không biết chú ấy đang nói đến ai, cũng không biết chú ấy vậy mà lại ôm lấy tâm tư muốn gặp tôi nên mới sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Đúng rồi, thím. Tôi lau nước mắt, nếu có người dùng mạng của dì uy hiếp chú ấy thì hẳn là thím ấy vẫn còn sống mới đúng. Lão Yên, có lửa không? Tôi thấp giọng hỏi. Lão Yên yên lặng lấy ra một cái quẹt lửa rồi đưa cho tôi. Lửa thì có nhưng không có củi. Đúng vậy, không có củi.
Tôi cười khổ một tiếng, cho dù tôi có muốn mang chú ấy đi thì cũng không có cách nào. Trường An, hay là bỏ qua đi, mỗi người đều có số phận của mình. Dù sao nơi này cũng là phù đồ 9 tầng, chú Lý của cậu có thể được chôn cất ở đây cũng chưa chắc không phải là một cái kết cục tốt. Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, sau đó đột nhiên bật cười. Đúng vậy, không có nơi nào tốt hơn nơi này. Tôi bế chú Lý lên, sau khi ghép mấy bộ đoàn lại với nhau thì đặt chú ấy lên trên đó. Sau đó cung kính dập đầu 3 cái, chú Lý, chú lên đường bình an. Thù của chú, cháu nhất định sẽ báo. Sau khi thầm thề ở trong lòng xong thì tôi lập tức đứng dậy và không liếc mắt nhìn chú Lý lần nào nữa. Biến cố lần này đã khiến cho tất cả mọi người có mặt đều có chút sững sờ, mà người đầu tiên phản ứng lại chính là Lưu Hàn Thu, chỉ thấy ông ta khinh thường nói, cũng chỉ là một tên điều khiển con rối, cần gì phải phiền lòng như vậy. Tôi âm trầm nhìn chằm chằm vào ông ta, mãi cho đến khi ông ta sợ hãi đến mức rụt rè né tránh thì lúc này tôi mới thu hồi ánh mắt. Lão Yên, chúng ta, tôi vừa mở miệng, một cơn đau xé lòng quét qua toàn thân, lại đến nửa đêm. Không ngờ sau một phen dày vò kể từ lúc tiến vào phù đồ 9 tầng cho đến bây giờ mới chỉ trôi qua một ngày mà thôi. Trường An, cậu thấy thế nào rồi? Lão Yên nhận ra tôi có gì không ổn, vội vàng hỏi. Tôi xua tay, cả người còng xuống, mồ hôi lạnh lập tức toát ra ướt đẫm cả quần áo. Nhưng tôi không thể ăn thuốc giải được, một khi ăn vào thì chắc chắn không thể gạt được Lão Yên. Nếu ông ấy tra hỏi chuyện này thì sẽ không tốt. Lưu Hàn Thu tất nhiên sẽ không để Lão Yên biết chuyện mờ ám giữa chúng tôi. Ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện xấu nào, cho nên còn không bằng không nên nói gì. Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lão Yên, mọi người đã tìm ra lối vào tầng 8 rồi sao? Tôi thuận thế ngồi xuống, sau đó cuộn người lại, cố gắng không kêu thành tiếng. Lão Yên hỏi hết câu này đến câu khác, nhưng tôi chỉ có thể nói mình cũng không biết, chỉ nói chắc đã trúng phải chiêu số gì đó ở trong rừng. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 637. Côn Bố, cậu xem cho cậu ta đi. Lão Yên hét lên. Côn Bố cũng đã bước tới từ lâu. Sau đó không đợi Lão Yên nói gì thì đã nắm lấy cổ tay của tôi. Anh ta cau mày, bao nhiêu là lòng tôi sẽ treo bấy nhiêu. Tôi lo anh ta sẽ điều tra ra, một hồi nữa sẽ khiến Lưu Hàn Thu chó cùng dứt dậu. Cũng lo anh ta không phát hiện ra được. Như vậy thì sau này tôi sẽ thật sự phải nhận lấy sự bài bố của Lưu Hàn Thu mất. Khoảng chừng một phút sau, anh ta buông cổ tay tôi xuống rồi lắc đầu. Không sao, ít nhất là tôi không thể nhìn ra được. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết là mình nên cảm thấy vui hay là nên cảm thấy buồn. Nhưng Lưu Hàn Thu ở một bên hiển nhiên là đang cười trên nỗi đau của người khác. Tôi co người lại, sau đó thúc giục đám người Lão Yên tranh thủ thời gian tìm ra cửa vào. Nhưng Lão Yên vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy ông ấy cẩn thận nhìn chằm chằm vào tôi. Mãi cho đến khi tôi hét lên, Lão Yên, ông đang nghi ngờ tôi sao? Trường An, cậu. Được rồi, tự mình để tâm chút đi. Nói xong, ông ấy quay người bước sang một bên, sau đó đấu võ mồm qua lại với Lão Hàm về suy nghĩ của mình liên quan tới lối vào. Tôi lật người, đưa tay mò vào trong ngực rồi cẩn thận lấy ra một viên thuốc giải, sau đó mượn tư thế cuộn người để đưa thuốc giải vào trong miệng. Mặc dù cơn đau đã dịu đi nhưng tôi cũng không lập tức đứng dậy, mà chỉ nằm ở nơi đó yên lặng suy nghĩ. Trong đầu tràn ngập rất nhiều chuyện, khiến tôi nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Phù đồ 9 tầng trông có vẻ nguy hiểm nhưng đến tầng thứ 7 thì không có thứ gì có thể giết người được, dù sao Bồ Tát cũng là Bồ Tát mà. Không đúng. Tôi khẽ mở mắt ra, đây chính là phù đồ 9 tầng. Cho dù chú Lý có trở thành người điều khiển con rối thì cũng không có cách nào tìm được phù đồ 9 tầng, chứ đừng nói đến việc mai phục ở đây trước như thế. Người đứng sau xúi dục chú ấy không chỉ biết được vị trí của phù đồ 9 tầng mà còn biết được kế hoạch của chúng tôi, mà chúng tôi hẳn là chân trước chân sau tiến vào. Dù sao trước đó tôi đã từng nhìn thấy chú Lý một lần ở trong rừng. Cho nên người có năng lực này, ở đây cũng chỉ có 2 người, một người là Lưu Hàn Thu, một người là Lão Hàm. Về phần đến cùng là ai, đáp án cũng đã quá rõ ràng. Lão Hàm không có quan hệ lợi ích trực tiếp với tôi, mà ông ta cũng không muốn giết tôi. Điều này có thể nhìn ra được từ lúc mọi người ở trong chiếc bình trên tầng 4 kia. Như vậy chỉ còn lại 1 người.
Tôi thở hắt ra một hơi thật sâu, Lưu Hàn Thu. Lúc ông ta uy hiếp tôi thì chắc chắn đã biết rất rõ tất cả kinh nghiệm sống của tôi rồi. Mà động cơ bức ép chú Lý giết chết tôi cũng rất dễ đoán. Lão Yên hẳn là đã sớm tìm người nối nghiệp từ lâu. Không nói tới tuổi tác của ông ấy, chỉ nói đến tình trạng của các thành viên trong 701 cũng nên bổ sung máu mới. Nếu máu mới bị cắt ngay tận gốc thì rất có thể 701 sẽ không thể gượng dậy nổi. Đến lúc đó ông ta sẽ có rất nhiều cơ hội để đối phó Lão Yên. Tôi đè nén hận ý ở trong lòng, cũng không hề ngước mắt nhìn về phía Lưu Hàn Thu, bởi vì những lời chú Lý nói trước khi chết đã để tôi kịp phản ứng lại. Có lẽ cho tới nay đều do tôi đã đánh giá thấp Lưu Hàn Thu. Ông ta có thể làm được nhiều việc ở sau lưng như vậy, lại sớm biết vị trí của phù đồ 9 tầng và phương thức tiến vào. Vậy thì ông ta sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khá hơn chút nào chưa? Cô Thu không biết lúc nào đã nhích lại gần đây. Cô ấy biết rất ít về cơ quan, lại thêm trên người còn có vết thương, cho nên vẫn luôn nghỉ ngơi tại chỗ. Tôi cau mày chống đất đứng dậy, tốt hơn một chút rồi. Trường An, có phải cậu đang có chuyện gì giấu chúng tôi? Cô Thu nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi gãi tóc nói, chị Thu, không phải chị cũng có chuyện giấu chúng tôi sao? Nếu cô ấy nói hành vi khác thường của mình khi còn ở Yến Kinh không phải vì đã xảy ra chuyện, tôi đoán ngay cả quỷ cũng sẽ không tin. Cô Thu cười khổ một tiếng, nói là việc này chẳng qua là việc riêng tư, cô ấy cũng không cố ý muốn giấu chúng tôi, chỉ là do cô ấy còn chưa kịp nghĩ ra cách nên nói với chúng tôi như thế nào thì đã phải chạy tới núi Cửu Hoa rồi. Tôi hỏi cô ấy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy lại hỏi ngược lại, chẳng lẽ cậu muốn biết đến vậy sao? Tôi gật nhẹ đầu. Cô ấy vuốt mái tóc bù xù của mình ra sau, bộ dạng đó trông có vẻ năng động hơn một chút, sau đó mới lên tiếng nói, cũng không có gì, chỉ là về vấn đề tình cảm thôi. Ồ, tôi ngạc nhiên. Cô Thu cười khúc khích, không thể tin được đúng không? Những người như chúng ta đã định sẵn là cô độc, người đó vốn đã nói sẽ chấp nhận mọi thứ ở tôi, nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn thì lại gây rắc rối với tôi. Chậc, đàn ông, đều có đức hạnh như vậy. Lời nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng suy sụp trong hai ngày đó của cô ấy, cho nên tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy. Chương 638. Đúng vậy, nhiều người trong ngành này của chúng tôi rất khó tìm được nửa còn lại, trừ khi người kia cũng cùng ngành này với chúng tôi. Nhưng việc này khó đến mức nào chứ? Không chỉ riêng gì cô ấy mà theo tôi được biết, không có thành viên cốt lõi nào của 701 đã kết hôn. Được rồi, tôi đã rất thẳng thắn. Hiện tại hẳn là cậu nên nói một chút chuyện của mình rồi đúng không? Cô Thu mỉm cười. Có lẽ là vì suy yếu cho nên nụ cười của cô ấy không còn cởi mở giống như thường ngày nữa mà ngược lại trông có vài phần nữ tính hơn một chút. Tôi giang tay nói, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã gặp chú Lý một lần trên đường đi, sau đó đã trở thành cái dạng này. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đem chuyện này đổ lên đầu của chú Lý. Cô Thu nói khó trách. Sau đó cô ấy hỏi về những chuyện đã trải qua giữa chú Lý và tôi. Tôi cũng kể lại ngắn gọn cho cô ấy. Sau đó chỉ thấy cô ấy cười ha ha rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Được rồi, cậu đã là người hạnh phúc nhất trong số đám người chúng ta rồi. Tôi không nói gì. Mọi người ai cũng có nỗi bất hạnh của riêng mình. Những người khác dù có gặp nhiều bất hạnh hơn nữa thì cũng không thể tự chữa lành được. Chỉ sợ cái này cũng là một trong những điểm yếu của bản chất con người. Nói xong, cả hai chúng tôi nhất thời không biết phải nói gì, nên tôi không thể làm gì khác hơn là phải gãi đầu một cái rồi nói, tôi không sao, chị đi giúp đám người Lão Yên đi. Cô Thu ừ một tiếng, tôi đỡ lấy đầu gối của mình rồi đứng lên, nhưng một giây sau thì trời đất quay cuồng. Trường An, một tiếng kêu chói tai truyền đến, nhưng tôi đã không thể đáp lại được gì, chỉ cảm thấy máu lập tức dồn lên não, khiến đầu óc đau nhức. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, dường như là của đám người Lão Yên, nhưng cũng có thể là của đám người Lão Hàm, còn kèm theo vài câu tôi nghe không hiểu, đây hẳn là của đám người anh kia rồi. Toàn bộ tầng 7 bị đảo lộn và biến thành tầng 8. Mọi người ngã trái ngã phải, nhưng không có người bị thương, nhiều nhất cũng chỉ là lúc rơi xuống chịu một chút kinh hãi mà thôi. Thật đúng là tay nghề tuyệt vời. Lão Yên từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Tôi xoa đầu của mình, bởi vì vừa rồi tôi đã tình cờ ngồi ở trung tâm của vòng quay, có thể nói là cả người bị lật ngược lại, cho nên lúc này đầu óc vẫn còn quay cuồng. Tiếng cảm thán của Lão Yên nghe có vẻ hơi chói tai,
Bởi vì hiện tại có thể nói là tôi rất ghét người đã thiết kế ra phù đồ 9 tầng này. Cái thứ này rốt cuộc là tháp hay là thứ quỷ gì vậy? Nhưng sau khi hồi phục và nhìn rõ tình huống ở tầng thứ 8, tôi không thể không khâm phục tài năng của người này rất tuyệt vời. Tầng 7 nhìn có vẻ trống trải nhưng khi toàn bộ xoay tròn thành tầng thứ 8, những họa tiết đá ảm đạm ở trên tường vậy mà đã biến thành kinh văn. Đầu óc của người này, Nha Tử khoa tay vào đống kinh văn hồi lâu mà cũng không nghĩ ra mình nên dùng từ nào để khen ngợi đối phương, đành phải không nói thêm gì nữa. Dạ Tinh là người có phản ứng nhanh nhất, nói là đừng kêu chúng ta phải niệm kinh văn đấy. Không đến mức đó chứ. Chúng ta phải niệm đến lúc nào mới có thể niệm xong toàn bộ kinh văn ở trên 4 bức tường này đây. Đồ Tể lộ ra dáng vẻ thấy chữ là nhức đầu. Vừa nghe đến chuyện phải đọc kinh văn còn không bằng kêu anh ta đi giết người còn hơn. Lão Yên cau mày, không đến mức đó đâu. Phù đồ 9 tầng gồm có 9 tầng. Mỗi một tầng tháp là một sinh mệnh. Ai đã từng đến đây đều biết. Cửa ải của mỗi một tầng tháp đều có thể coi là rất lợi hại nhưng vẫn sẽ để lại đường sống. Nói không lợi hại nhưng nó lại muốn một tầng ra của chúng ta. Mà đây mới là mục đích của phù đồ 9 tầng. Chính là để tất cả những ai bước vào đây đều hiểu rõ cái gì mới là Phật. Vì vậy, tầng này chắc chắn là có hàm nghĩa của nó. Phân tích của ông ấy không phải là không có lý. Nhưng tầng này ngoại trừ việc nhìn thấy kinh văn này ra thì tình huống như thế nào đều không biết. Dạ Tinh thử niệm một chút kinh văn nhưng không có bất cứ phản hồi nào. Cô Tứ, ngài có ý kiến gì không? Lão Yên quay đầu hỏi. Cô Tứ dựa người ở một bên nghỉ ngơi. Sau khi nghe Lão Yên hỏi như vậy thì lúc này mới ngước mắt lên. Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Kể từ khi chúng tôi bước vào tầng 6 thì anh ấy đã như vậy. Nhưng tốt xấu gì anh ấy đã chỉ cho chúng tôi lối vào tầng 7. Nhưng dáng vẻ này xem ra anh ấy đã không còn cảm thấy hứng thú nữa. Điều này cũng quá mức không đúng rồi. Có thể nói chuyến đi đến núi Cửu Hoa lần này là do một tay anh ấy thúc đẩy, bao gồm cả việc mang theo đám người Lưu Hàn Thu đến đây. Từ những điểm này đều có thể nhìn ra việc anh ấy đã tích cực chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại dường như anh ấy không còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Rốt cuộc anh ấy đã trải qua những gì trong 18 tầng địa ngục kia? Lão Yên cũng cau mày lại, nhưng không có hỏi thêm câu nào nữa, chỉ bắt đầu hút từng ngụm thuốc. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 639. Một lúc sau, nơi này đã tràn ngập mùi khói thuốc ngột ngạt, nhưng không có ai mở miệng nói gì, kể cả Lão Hàm cũng chỉ liếc mắt nhìn Lão Yên một cái rồi thu hồi ánh mắt. Giờ phút này chúng tôi đã rơi vào cục diện bế tắc. Tôi dựa vào bức tường, phía sau là kinh văn. Thành thật mà nói, tôi không có kinh sợ Phật giáo là bao, nhưng sau khi vượt qua 7 tầng đầu tiên của phù đồ 9 tầng này, tôi vẫn cảm thấy có chút sùng kính với vị Địa Tạng Vương Bồ Tát từ tận đáy lòng. Mỗi một tầng đều có cơ quan muốn mạng người, nhưng nó lại không lấy đi mạng sống của con người, mà đây rõ ràng là muốn độ chúng tôi. Trái tim muốn cứu rỗi phổ độ chúng sinh kia vẫn y nguyên ngay cả sau khi đã viên tịch. Nhưng mục đích của đối phương là gì? Lão Yên nói đúng, điều ngài ấy muốn là chúng sinh hướng thiện. Vậy làm sao những câu kinh văn được khắc đầy vách tường này thể hiện việc chúng sinh hướng thiện chứ? Tôi nhíu chặt lông mày. Loại hành động nào ở trong Phật giáo mới gọi là hướng thiện chứ? Bố thí, giảng đạo, cứu thế. Những thứ này đều không thể hoàn thành ở chỗ này được. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Còn có cái gì? Tôi thầm hỏi chính mình. Nhưng tôi thực sự biết rất ít về Phật giáo. Cho dù có nghĩ đến nát óc thì cũng không thể tìm ra được nguyên do. Dạ Tinh, cậu là một Phật tử. Vậy trong Phật giáo có hành vi nào hướng thiện không? Tôi lộ ra ánh mắt xin giúp đỡ nhìn sang Dạ Tinh ở một bên. Lưu Hàn Thu muốn nói gì đó, nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng nói thì tôi đã giống một câu, mẹ nó không muốn chết thì đừng có mở mồm nói chuyện. Dạ Tinh, cậu nói đi. Cậu ta ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, chỉ điều chỉnh lại suy nghĩ rồi nói. Mặc dù hành vi hướng thiện của Phật giáo có rất nhiều, nhưng xét về phương hướng chung thì chỉ có mấy cái. Một là tránh sát sinh, hai là mang lòng từ bi. Chúng sinh đều có khổ, cho nên có thể độ hóa được người nào thì hay người đó. Hết rồi sao? Tôi mở to hai mắt, đây được tính là gì chứ? Dạ Tinh cười khổ nói, chỉ cần là hành vi mang ý thiện là được, còn nói cụ thể thì khó lắm. Cho nên,
Tôi bực bội tóm lấy tóc, nếu căn cứ theo lời của cậu ta nói thì phạm vi cũng quá rộng rồi. Không, sẽ không, mặc dù ý thiện có rất nhiều nhưng khi một nhóm người bị giam ở một nơi như vậy, người làm được việc thiện có thể nói là gần như không có. Trừ phi người thiết kế cửa ải này là một kẻ ngốc, nếu không thiện hạnh ở tầng này hẳn sẽ phù hợp cho một nhóm người ở một nơi nhỏ bé như vậy làm việc. Vậy nó là cái gì đây? Mọi người đều nghĩ về điều đó và đều ngơ ngác nhìn nhau. Thứ nhất là chuyện này thật sự rất khó nghĩ. Thứ hai là không ai trong chúng tôi thật sự một lòng hướng thiện. Sai rồi. Hai chữ lạnh lùng truyền đến. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cô Tứ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vách tường. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa gấp gáp. Mặc dù cả đời của Kim Kiều Giác lấy việc thiện tích đức làm nhiệm vụ của mình, nhưng ngài vẫn chú trọng đến đại cục. Còn thứ mà ngài muốn cũng là thái bình thịnh thế chứ không phải là cứu rỗi một ai đó. Các người tưởng bốn chữ phổ độ chúng sinh này là phổ độ cho mỗi con người thôi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ít nhất là trong ấn tượng của tôi về Phật giáo thì giống như chính là đạo lý này. Cô Tứ mỉm cười, nhưng tôi không xác định được đây là anh ấy đang mỉa mai hay chỉ đơn thuần là muốn cười một chút, nhưng nội dung trong lời nói của anh ấy lại không mấy thân thiện. Sai rồi. Nếu phổ độ cho mỗi con người thì làm sao địa ngục có thể biến mất được? Chỉ khi tất cả chúng sinh đều an ổn, hay nói chính xác hơn chính là thế đạo an ổn thì địa ngục mới biến mất. Giọng điệu của cô Tứ bình thản mang theo một chút yêu thương. Tôi xoa tay hỏi anh ấy bây giờ phải làm gì, nhưng anh ấy chỉ nói với tôi rằng anh ấy chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Kế tiếp là việc của chúng tôi, cũng nói chúng tôi đừng bị bề ngoài đánh lừa. Anh ấy lại nghiêng người sang một bên để nghỉ ngơi, tôi gãi tóc. Nghe những gì anh ấy nói dường như tôi đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng dường như cũng khiến mọi việc trở nên khó hiểu hơn. Duy trì ổn định. Điều mà cô Tứ muốn biểu đạt trong lời nói chính là ý này. Chỉ có ổn định thì mới có thể giúp cho tất cả mọi người sinh tồn tốt hơn. Nhưng phải làm như thế nào mới có thể duy trì sự ổn định chứ? Tôi gõ kinh Phật ở trên vách tường, đầu óc quay cuồng. Trường An, đừng rơi vào ngõ cụt. Lão Yên lại châm một điếu thuốc. Trong giọng nói đều mang theo mùi khói thuốc nồng nặc. Lão Hàm ở phía bên kia đang gõ gõ đập đập, mấy người anh thậm chí còn dùng cả bạo lực. May mà động tác của nha tử nhanh nhẹn đã lấy máy ảnh ra chụp từng mặt tường một, lúc này mới không khiến những câu kinh Phật này không bị biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Tôi đột nhiên giật mình, duy trì sự ổn định trong nhóm người của chúng tôi. Trong số mấy người có ai đã từng làm chuyện thương thiên hại lý không? Lời vừa ra khỏi miệng thì Lão Hàm đã bật cười trước, chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào đám người chúng tôi. Sau đó hỏi lại trong nhóm người chúng tôi có ai là chưa từng làm qua chứ? Chương 640. Tôi bị ông ấy hỏi khó nên nện một đấm vào tường. Nhóc con, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Trò chơi mèo vờn chuột mà loại địa phương này đang chơi cùng cậu đều là giả. Chỉ cần tìm được cơ quan thì mọi chuyện sẽ xong. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng người chết có thể làm ra phản ứng với lời nói của cậu sao? Lão Hàm vừa chơi đùa cái xẻng ở trong tay vừa cười ha hà. Tôi vỗ đầu một cái. Lão Yên, tôi biết rồi. Cậu biết cái gì rồi? Lão Yên bị tôi gọi như vậy thì lộ ra vẻ sững sờ. Tôi cân nhắc con dao găm ở trong tay rồi mang theo thần sắc u ám nói. Tìm cơ quan trước đã. Nhóc con, cậu rất biết cách áp dụng ngay lập tức đấy. Lão Hàm ngậm thuốc lá sợi ở trong miệng, ngay lúc dùng xẻng xúc vào chân tường thì suýt chút nữa cả người đã rơi vào đó. Ông ta cất điếu thuốc lá sợi đi, sau đó khinh miệt xì một tiếng, con mẹ nó, cái quỷ gì đây? Đừng nhúc nhích. Tôi đột nhiên giống lên một tiếng, cũng chính là vừa rồi tôi mới phản ứng lại được. Dưới tình huống không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có cách nào thể hiện sự duy trì ổn định, cho nên nhất định sẽ xảy ra một số chuyện. Lão Hàm vừa mới nói là tôi lập tức nghĩ tới việc ở đây đã cất giấu cơ quan nào đó mới có thể xúc tiến chuyện này, mà kinh văn được khắc đầy vách tường này rất có thể chỉ là một thủ thuật che mắt, hoặc là nói nó vốn không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát Viên Tịch có kinh văn, không phải là chuyện rất bình thường sao? Tay của Lão Hàm vì tiếng hét của tôi mà run lên một cái, khiến cho chiếc xẻng trực tiếp rơi xuống, chỉ nghe bộp một tiếng không biết đã đánh nát cái gì. Sau đó truyền đến một trận âm thanh huyền náo, chỗ chân tường chậm rãi lõm xuống rồi từ từ có thứ gì đó nhô lên. Tượng Phật là tượng Phật. Lão Hàm đứng gần nhất, chỉ thấy ông ta quát to một tiếng rồi đột nhiên lùi lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
sắc mặt của lão Yên cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng ngay khi ông ấy vừa định bước tới thì đã bị tôi kéo lại, kêu ông ấy yên lặng chờ xem. Một bức tượng Phật từ từ nhô lên, nhưng thứ khiến tất cả mọi người bị dọa sợ là vì bức tượng Phật này đang khóc. Nước mắt chảy xuống còn là máu. Phật tổ rơi lệ biểu thị thế đạo bất bình. Nhưng nếu đó là nước mắt máu, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng rồi vội vàng quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh, quả nhiên đã nhìn thấy cậu ta quỳ xuống. Phật tổ chảy nước mắt máu, điều đó đã nói rõ trong số những người có mặt ở đây quả thực đã có người làm ra chuyện trời đất không thể tha thứ. Nhưng lão Hàm nói không sai, ở đây không có người nào trong sạch, nếu chỉ khi thanh trừ hết tội nghiệt thì mới có thể tiến lên, e rằng không một ai trong chúng tôi có thể đi vào. Chúng ta chỉ có thể mời tế tự thôi. Dạ Tinh quỳ rạp dưới đất khẽ ngẩng đầu nói, tôi hỏi cậu ta mời tế tự là có ý gì, chỉ thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Mời tế tự cũng chính là cầu mời bệ hỏi tội, nếu đó là người vô tội thì sau khi tiến vào bệ hỏi tội tự nhiên sẽ không bị làm sao, còn nếu là người có tội thì sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Không phải Phật giáo không cho sát sinh sao? Tôi hỏi. Dạ Tinh ừ một tiếng, đúng là không được sát sinh, nhưng người xử tử người có tội không phải là Phật tổ, mà là chúng ta, tự giết hại lẫn nhau. Tôi càng không thể tưởng tượng nổi, nhưng Dạ Tinh lại lắc đầu. Không phải, hết thầy phải đợi đến khi chúng ta mời bệ hỏi tội rồi nói sau. Cái thứ như bệ hỏi tội này chỉ có một mình Dạ Tinh biết, cũng chỉ có một mình cậu ta biết mời, mà tôi vốn cho rằng cái thứ này sẽ có nghi thức gì đó vô cùng hoành tráng. Nhưng chỉ thấy Dạ Tinh nhặt lấy một cái bồ đoàn ở dưới đất lên, đặt ở trước mặt tượng Phật rồi quỳ gối xuống, sau đó niệm một đoạn kinh Phật rồi đứng lên. Bệ hỏi tội đã sẵn sàng, tôi sẽ tiến lên hỏi tội trước. Chờ đã. Phải hỏi thế nào? Nha tử tò mò hỏi. Dạ Tinh quỳ xuống nệm, sau đó cung kính dập đầu lại ba cái, đứng dậy và làm ra động tác thắp hương rồi lui sang một bên, cuối cùng ra hiệu như vậy là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nha tử nửa tin nửa ngờ. Dạ Tinh chỉ nói rằng mọi người đều phải trải qua hết quá trình này một lần mới tính là xong. Đồ tể dẫn đầu tiến lên, sau đó tùy tiện quỳ xuống rồi làm theo lời Dạ Tinh đã nói. Sau đó hoàn hảo không chút tổn hại lui trở về. Lưu Hàn Thu và Trường Không đều không có phản đối, nhưng những người khác, bao gồm cả lão Yên đều cảm thấy điều này rất không đáng tin cậy. Dạ Tinh cũng không có ép buộc, mà là thản nhiên đứng ở một bên, nói là bệ hỏi tội đã được bố trí xong, có thể vượt qua hay có đủ tự tin để vượt qua hay không thì chỉ có thể nhìn vào chính chúng tôi. Chuyện này thú vị đấy, chỉ là quỳ lại vài cái thôi mà, để tôi tới. Một người đàn ông da đen gầy gò có hình dáng và giọng nói rất khác lạ ở trong đội ngũ của lão Hàm bước ra, chỉ thấy gã sải bước về phía trước và trực tiếp quỳ rạp xuống bồ đoàn, ba cái dập đầu thùng thùng vang lên, sau đó đứng thẳng người, ha ha, tôi. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.